vòng tay ta chung xây giáo xứ Nghi Lộc. Bằng niềm tin ta hân hoan tiến bước tiền nhân. Đường trần gian hôm nay đây tuy đầy gian khó, quyết vững lòng dừng xây giáo xứ đẹp tươi. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông trong ơn Chúa, thành thần xây dựng cuộc sống yêu thương. Nào bạn ơi, ta hãy đến giáo xứ Nghi Lộc. Người làng Nghi thân thương trong tiếng hát lời kinh. Để từ đây ta vui say ân tình Thiên Chúa sống yêu đời, làm rằng danh Chúa là tình yêu. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông trong ơn Chúa, thành thần xây dựng cuộc sống yêu thương. Vòng tay ta chung xây giáo xứ Nghi Lộc. Bằng niềm tin ta hân hoan tiến bước tiền nhân. Đường trần gian hôm nay đây tuy đầy gian khó, quyết vững lòng dừng xây giáo xứ đẹp tươi. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông trong ơn Chúa, thành thần xây dựng cuộc sống yêu thương. Giáo xứ là cộng đoàn tình thương, là phục vụ chăm lo dành cho hết mọi người. Giáo xứ là cộng đoàn hiệp thông trong ơn Chúa, thành thần xây dựng cuộc sống yêu thương. Hiệp thông trong ơn Chúa, thánh thần xây dựng cuộc sống yêu thương.